Xin chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh đại lý xe Toyota. Hôm nay trong clip này thì Amy sẽ giới thiệu cho quý anh chị về cái mẫu xe Toyota Wigo phiên bản 2020 mới vừa được trình làng vào tháng 7 vừa rồi. Thì trong clip này em sẽ đi chi tiết về phiên bản số sàn của chiếc Wigo 2020 ha. Thì với cái dòng xe Toyota Wigo 2020 này là dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với mức giá rất là phù hợp với cái mức thu nhập trung bình của người dân Việt Nam. Thì phiên bản 2020 này, số sàn Toyota Wigo số sàn của chúng ta có giá niêm yết mới đó là 352 triệu từ nhà máy. Thì cái giá lăn bánh của phiên bản số sàn của chúng ta, em sẽ tạm tính ở đây cho quý anh chị có thể tham khảo. Thì đối với những anh chị nào mà lấy biển số tại thành phố Hồ Chí Minh thì chiếc xe của chúng ta sẽ rơi tầm khoảng 409 triệu. Và những quý anh chị có hộ khẩu tại các tỉnh và khu vực lân cận thì nó sẽ rơi tầm khoảng là 390 triệu thôi. Thì cái giá mà em vừa báo tới quý anh chị là giá chưa bao gồm các chương trình khuyến mãi cũng như là các ưu đãi hỗ trợ từ nhà máy và đại lý Toyota. Thì nếu mà quý anh chị mình đang có nhu cầu tham khảo hoặc là dự tính mua trong tương lai thì vui lòng xin liên hệ với số hotline ngay bên trên màn hình để ekip bên em có thể báo giá cụ thể nhất cho quý anh chị ha. Rồi. Em sẽ bây giờ em sẽ giới thiệu tổng quan về cái mẫu xe Wigo 2020 phiên bản mới này. Trước tiên về màu sắc thì quý anh chị có tổng cộng là 7 màu để mình có thể dễ dàng lựa chọn. Ngay kế bên em đây là màu đỏ rất là nổi bật. Thì ngoài màu đỏ ra, quý anh chị còn có 6 màu nữa. Thì đó là màu đen, màu trắng, màu bạc, màu đen, màu trắng, màu bạc, màu cam, màu vàng. Thì cái màu vàng chính là cái màu mà chỉ có duy nhất trên phiên bản 2020 này có cái màu vàng này thôi. Còn phiên bản trước thì chúng ta không có màu vàng anh chị ha. Rồi, thì trên cái phiên bản 2020 này có những cái thay đổi nào trên chiếc xe của chúng ta thì bây giờ em sẽ cùng quý anh chị tham khảo thử nha. Đầu tiên về phần ca lăng của chiếc xe thì quý anh chị có thể tham khảo là quý anh chị có thể quan sát được là cái phần thay đổi nó đến từ cái nẹp logo của đầu xe cũng như là phần lưới tản nhiệt. Thì ở đây nó được mạ chrome đen và cái phần đầu lưới cản nhiệt thì được thiết kế theo cái dạng là tổ ong đó. Thì nhìn tổng quát cái mặt ca lăng của xe nó hoàn toàn là thể thao và góc cạnh. Rồi về phần ốp đèn sương mù cũng được có ốp cái phần nhựa đen rất là thể thao và phá cách. Rồi phần cụm đèn trước thì ở đây được trang bị theo kiểu projector. Bên cạnh đây là cái đèn chiếu xa được trang bị với bóng đèn halogen. Ở đây có cái dải đèn LED được trang bị thêm cho chiếc xe mình thì nhìn nó rất là hiện đại và phong cách. Rồi, thì tiếp theo em sẽ mời quý anh chị qua phần bên hông xe ha. Đây, mâm xe rất là thể thao được được trang bị với cái chất liệu hợp kim nhôm và thiết kế theo cái kiểu tám chấu kép. Này là cũng là một cái điểm khác biệt trên phiên bản 2020. Tiếp theo là phần gương chiếu hậu
gương chiếu hậu cũng được thiết kế lại góc cạnh hơn, rồi có tích hợp thêm cả tính năng là chỉnh điện gập điện ngay trên xe. Ở đây có đèn xi nhan ngay trên kính chiếu hậu luôn. Rồi em mở quý anh chị ra phần đuôi xe ha. Đây. Rồi quý anh chị có thể nhìn tổng quát cái đuôi xe của chúng ta. Thì nó cũng có cái sự khác biệt từ phần cụm đèn xe, rồi ốp đen ở đây. Đó, giống như cái phần ca lăng ở trước, nó hiện đại hơn. Rồi đèn báo phanh trên cao, gạt mưa, và một cái điểm thay đổi hoàn toàn mới thì chúng ta không thể bỏ qua trên cái chiếc Toyota Wio này là phần camera lùi được tích hợp ngay trên xe, cả bảng số sàn, bảng số tự động luôn. Đây, nó được thiết kế nằm dưới cái logo rất là tinh tế. Cái điểm này là cái điểm mà em My thật sự là rất là thích trên cái chiếc Toyota Wigo của chúng ta. Rồi cùng với cái camera lùi này, đó là hai cái cảm biến lùi được tích hợp ngay trên cái đuôi xe, nó tăng cái tính an toàn khi mà quý anh chị sử dụng xe ha. Rồi bây giờ thì em xin mời quý anh chị mình đi vào trong xe để mình tham khảo tiếp ha. Rồi rồi thì cái điểm thay đổi tiếp theo mà em muốn giới thiệu đến quý anh chị trên phiên bản Toyota Wigo 2020 này, đó chính là cái chìa khóa Smart Key, chìa khóa thông minh cùng với cái nút bấm Start-Stop khởi động bằng nút nhấn. Thì cái này là cái tính năng được trang bị thêm cho cả hai phiên bản là số sàn và số tự động. Đó. Rồi ở đây quý anh chị có thể thấy là có những cái phần nút bấm để điều chỉnh gương chiếu hậu. Đó. Về cái vô lăng thì chúng ta có những cái nút bấm điều chỉnh volume, điều chỉnh các tiện ích ngay trên vô lăng, rất là thuận tiện cho quý anh chị. Cùng với cái đồng hồ tablo cũng được thiết kế mang lại cái hình ảnh hiện đại hơn. Rồi cái điểm khác biệt tiếp theo trên phiên bản 2020 đó là hệ thống giải trí DVD được tích hợp trên cả hai phiên bản là số sàn và số tự động. Đó. Thì quý anh chị có thể tham khảo được, nó rất là thuận tiện cho quý anh chị. Ở đây là hệ thống điều hòa được chỉnh điện luôn ha. Khác với cái bản cũ của chúng ta là chúng ta phải chỉnh bằng các nút xoay. Rồi, hộp số xe của chúng ta đang là số sàn ha. Số sàn. Rồi. Ở đây thì quý anh chị có thể thấy là bên hông cửa chúng ta có cái hộc để đồ, loa, hộc để đồ, ly nước, các thứ rất là tiện lợi. Rồi, thì vừa rồi quý anh chị cũng đã cùng em tham khảo qua cái chiếc Wigo, Toyota Wigo số sàn 2020. Thì quý anh chị nào mình đang có cái nhu cầu cũng như là cái dự tính về tương lai mình sẽ tậu một chiếc Wigo rất là tiện lợi, rất là hợp lý với cái túi tiền của chúng ta, thì xin vui lòng liên hệ đến hotline của bên em. Thì em My cũng như là ekip của em sẽ hỗ trợ cũng như là báo giá ưu đãi nhất đến quý anh chị. Thì chúc quý anh chị có một ngày thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Em My xin cảm ơn quý anh chị ha.